Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show. Andrew Chris trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến trong chương trình Andrew Chris Talk Show hàng tuần trong tuần này. Rất đặc biệt và cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện và giới thiệu đến quý khán giả khắp mọi nơi nam danh ca Anh Khoa đến từ Budapest, Hungary. Xin mời tất cả quý vị chào đón nam danh ca Anh Khoa. Xin hân hạnh chào anh Khoa. Xin chào Chris. Tôi xin kính chào quý khán thính giả của đài VBS. Vâng, đi ngay vào vấn đề sinh hoạt văn nghệ. Thì lời nói đầu tiên là rất là vui được gặp anh và cũng chân thành cảm ơn tấm chân tình của anh đã đến ghé thăm làn sóng của hệ thống truyền hình VBS được phủ sóng khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Hôm nay rất là vui là tại vì muốn gặp được một nam danh ca mà trước một thời 75 thì phải nói là rất là khó, là tại vì anh không có sinh trưởng, anh không có sinh sống ở tại Hoa Kỳ mà anh sinh sống ở một cái thành phố phải nói là rất là lạnh của xứ Âu Châu, đúng không? Thì bây giờ những cái niềm hạnh phúc, những niềm vui nào khi mà anh gặp lại tất cả các bạn bè khắp mọi nơi, đặc biệt là anh đến quận Cam của California. Mời anh. Đã là một nghệ sĩ ca hát trong cộng đồng Việt Nam thì dĩ nhiên tôi ước mơ được đến California và Liên đoàn Sài Gòn. Đây là cộng đồng Việt Nam lớn nhất thế giới. Và sau đó là Việt Nam. Hôm nay tôi đến đây cũng làm một vài show và ước mơ của tôi đã thành sự thật. Bởi lẽ trước đó tôi đã vào quay cho trung tâm Thúy Nga và Asia. Nhưng nay hơn 5 năm vắng bóng, Khoa trở lại California, Orange County nói riêng, thì Khoa cũng cộng tác với Minh Tân. Người mời tôi vào để làm một vài show ra mắt CD. Thì điều hạnh phúc cho tôi và ước mơ của tôi là cũng như ước mơ của Minh Tân, là mong muốn các khán thính giả yêu mến tiếng hát của Khoa từ những thập niên vừa qua đến nay vẫn còn. Cái điều mà anh đến quận Cam đó là phải nói là một cái nguồn gió phải nói là rất là dịu dàng, rất là mát để đưa quý khán giả ở tại miền Nam Cali này thưởng thức cái tiếng hát của anh. Là tại vì anh đã nổi tiếng bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cái decade, tức là bao nhiêu cái thập niên rồi. Ok, thì những cái dòng nhạc mà anh hát, những loại nhạc mà trữ tình, xong rồi em nhớ ngày xưa em còn bé đó, em xem gọi là anh hát ví dụ mà gọi là một cái bài mà em thường xem ở trên TV đó là mà bao giờ biết tương tư chẳng hạn. Ok, thì những cái dòng nhạc phải nói trữ tình lãng mạn nó không bao giờ nó phôi phai. Ok, hôm nay anh đến đó thì bây giờ anh vừa nhắc nhở đến là anh sẽ có những cái show ở đây, thì anh có thể chia sẻ hoặc là khi nào anh sẽ làm cái show đó, và cái show đó anh lấy một chủ đề gì, hay là cái đó là được anh chữ được một cái sự mời của nhạc sĩ Minh Tân, xong rồi một số bạn bè của anh mời anh. Tôi đi hát thì cũng khá lâu rồi Chris. Phải vào hơn 40 năm. Wow. Okay. Nhưng mà cái năm mà nhiều kỷ niệm nhất, mà năm mà đẹp nhất của tôi, cái thời mà thời tuổi ngọc, năm mà tôi 12 tuổi, năm đó thì cuộc thi văn nghệ ấp chiến lược toàn quốc do cố tổng thống Ngô Đình Diệm đề xướng, thì tôi đại diện cho cái tỉnh Bình Thuận thi bán kết tại Nha Trang. Thì tất cả những cái môn, thì môn đơn ca tôi được chiếm, tôi chiếm giải nhất. Wow. Chiếm giải nhất là bán kết. Thì chọn những cái môn bán kết đầu chiếm duy nhất thì họ đưa vào Sài Gòn thi chung kết. Thì chung kết sẽ đọt luôn, chung kết đọt giải nhất luôn. Ok, cái đó là năm nào anh? Năm 1963, trước khi tổng thống Nguyễn Diệm qua đời. Thì đó là cái nguồn động lực, mà cái nguồn động lực để đó là nguồn động lực thúc đẩy tôi để tôi tiến bước trên một con đường nghệ thuật sau này. Và từ đó thì tôi đam mê nghệ thuật bắt đầu từ đó, và tôi đam mê ca nhạc từ đó. Wow, năm 63 thì lúc đó thật sự mà nói là Chris cũng chưa có ra đời. Nhưng mà anh đã gọi là đạt được một giải phải là lớn nhất. Ok, như vậy đó thì cái hạnh phúc của anh quá nhiều. Trở lại trước năm 1975 đó thì biết là nó có nhiều cái phòng trà, nhiều cái vũ trường ở tại Sài Gòn, và đặc biệt là trước thời gian trước năm 75 thì cái sinh hoạt văn nghệ nó rất là sôi động. Và anh công tác nhiều cái phòng trà vũ trường, thí dụ như là của cuộc Thanh Ly, xong rồi Osale, thì anh có thể chia sẻ những cái sinh hoạt của anh. Báo chí thời điểm đó trước năm 75 họ thường ví tôi là
ca sĩ Anh Khoa bước chân vào làng ca nhạc Việt Nam bằng đôi hì bảy dặm. Ok. Wow, rất đặc biệt được nghe được cái tin này. Ok. Thật sự ra thì tôi rất là may mắn. Vâng. Tại nói chung là trong những người ca sĩ tôi vâng. cũng được đạt được cái may mắn nhất. Vâng. Và tôi được gặp với anh Jean Marcel. Vâng. Anh Jean Marcel đó là một người anh đáng kính và một vâng. người thầy đáng kính. Vâng. Anh đã đưa tôi lên từ lúc tôi mới bước chân vào Sài Gòn. Vâng. Vâng. Và chỉ có một vài lần xuất hiện TV tôi trở thành một người ca sĩ có tên tuổi tại vâng. thời điểm đó. Vâng. Và không bao giờ tôi mang ơn anh Jean Marcel. Rồi sau đó tôi cộng tác rất là nhiều chương trình ca nhạc của đài truyền hình vâng. và cộng tác hầu hết như các vũ trường. Vâng. Dĩ nhiên là tôi hát độc quyền cho anh Jean Marcel, nhưng vâng. sau đó thì anh cho tôi đi những hát cái phòng trà khác. Vâng. Ví dụ như Maxim, rồi Oshale, vâng. rồi phòng trà của Khánh Ly, Tự Do, Queen Bee, vâng. tôi đều hát hết. Vâng. Đó là một niềm hạnh phúc của một người ca sĩ. Wow, ok. Nếu mà như vậy đó thì phải nói là nếu mà mình tính ở trên cái đầu ngón tay thì không có bao nhiêu ca sĩ mà được cái hạnh phúc giống như anh, đúng không? Tại vì anh hát trước 75 anh đã thành công, anh đi vào con đường nghệ thuật rất là ngắn nhưng mà anh nổi tiếng rất là lẹ. Và cái may mắn là anh hát liên tục cho đến sau 75 anh vẫn tiếp tục anh trình diễn. Và anh bay xa hơn nữa là anh sang cái khung trời Âu Châu. Ok, nhưng mà cái khung trời Âu Châu thì nó thiếu nhiều cái số Việt Nam, dân Việt Nam dân cư đó, nhưng mà anh cũng đi khắp Âu Châu, đúng không? Đi nhiều cái tiểu bang, nhiều xứ ở bên đó. Right, anh sang bên Mỹ. Wow, nếu mà như vậy thì anh phải nói là nếu mà không phải em sẽ hỏi tiếp cái lý do của anh, lý do châu Âu. Cái lý do là nó như thế này, phải không? Đó, tại sao Âu Mỹ Châu anh không sang mà anh quyết định anh định cư ở Âu Châu? Anh theo tôi là tiếng gọi con tim hay là anh theo tiếng gọi của âm nhạc? Đây là một câu hỏi hầu như là mọi người đều đặt ra, kể cả những người bạn thân, kể cả cộng đồng Việt Nam và nhất là giới truyền thông, vâng. báo chí thường đặt vâng. hỏi tại sao đi qua châu Âu mà tại vâng. sao lấy một cô người nước ngoài vâng. và không đi nước nào ở, ví dụ vâng. như là đi Canada hoặc là Australia hoặc vâng. là Minh Mỹ vâng. mà tại sao anh đi qua một nước xứ cộng sản hung gia lại. Vâng. Wow, em nghĩ đây là chắc có lẽ là một nàng tiên cho nên anh theo cái gọi cùng tim. Thì bây giờ Khoa nói cho Chris nghe, không có ai cãi là được định mệnh hết á. Định mệnh đặt đâu ngoài đó. Thì bây giờ Khoa nói cho Chris nghe, ông bà ta thường nói thân trai 12 bến nước. Công nhận đúng chịu. Thì tới bây giờ Khoa lấy vợ trong, Khoa nhờ mà đục có chịu. Nhưng mà đều đối với nghề của Khoa thì có đục rồi. Okay. Thành ra muốn hát là phải chạy vào Mỹ, muốn hát là phải chạy đi châu Âu, Tây Âu, muốn hát là phải đi Úc. Rồi bây giờ thì phong trào ca sĩ cũng đi về Việt Nam nhiều. Thì tôi cũng về Việt Nam hát. Bởi vì mình ở đâu đất lành thì chim đậu, phải không? Thì ở đâu có khán giả thì mình hát. Ok, alright. Ok, câu trả lời của anh thì em nghĩ là phải nói là rất là perfect. Anh cho quý khán giả biết rằng đó là bất cứ một nơi nào đó là có quý khán giả Việt Nam là có anh. Đúng. Tại vì sao? Anh là một cái cánh chim mà anh cần một cái nơi để mà anh đáp ứng cái nhu cầu của tất cả mọi người, đúng không? Nếu mà nói mà theo như Âu Mỹ đó, anh vừa nói cái chuyện mà destiny, tức là cái định mệnh đó, thì anh có đồng ý, anh vừa nói định mệnh, tức là anh tin vào định mệnh, phải không? Đúng. Thường thường á, những định mệnh của những siêu sao thường nào ông nào cũng giàu cả. Dạ, đúng không? Đúng không? Như vậy anh chọn cái đất Hungary, như vậy là em nghĩ là bên anh thành công rất nhiều. Anh như vậy anh có trở thành một tiếng hát cự phú chứ.